chiều ngày 21 tháng 3, tại họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank đã thông tin lại vụ việc khách hàng PH nợ thẻ từ 8,5 triệu thành 8,8 tỷ được dư luận quan tâm suốt tuần qua. Theo đó, ông Võ Minh Tuấn, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin qua truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Eximbank xác minh vụ việc, làm việc với khách hàng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cả khách hàng và ngân hàng và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tin đến cơ quan báo chí. Đến nay, Eximbank làm việc với khách hàng và đã báo cáo kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về câu hỏi của phóng viên về cách tính lãi như vậy đã hợp lý, ông Tuấn cho biết, với con số vay 8,5 triệu sau 11 năm tăng lên 1.000 lần thành 8,8 tỷ thì bất kỳ ai khi nghe qua đều thấy sự không hợp lý. Tuy nhiên, sự không hợp lý cũng có nguyên nhân. Đại diện Eximbank sẽ có giải thích rằng ở đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch thì riêng giao dịch thẻ tín dụng, nhiều đơn vị tính lãi kép, tức là lãi chồng lãi. Còn những giao dịch thông thường khác thì không được tính lãi kép. Lý giải về tính hợp lý của lãi suất trong trường hợp này, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Eximbank cho biết sản phẩm của khách hàng PH là thẻ tín dụng quốc tế. Trường hợp khách hàng PH nợ đến 11 năm, với quy trình xử lý nợ quá hạn, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ tình hình nợ của khách hàng để đề xuất lãnh đạo mức thu lãi phí phù hợp và lãnh đạo ngân hàng phải phê duyệt mức lãi phí này trước khi thông báo cho khách hàng. Tuy nhiên, trường hợp này, cán bộ làm việc có phần máy móc dẫn đến sự bức xúc của khách hàng.